chào tất cả các quý vị khách hàng thân mến của VQ. Vâng, có thể nói kim chi là một món ăn rất là ngon và là một món ăn rất là yêu thích của nhiều người đúng không ạ? Thế nhưng cách làm kim chi như thế nào, có dễ hay không thì xin mời quý vị cùng theo dõi video này cùng VQ nhé. Và để thực hiện được một món kim chi ngon và đơn giản thì quý vị cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Đầu tiên sẽ không thể thiếu đó chính là cải thảo, hành, lá hẹ, tỏi, ớt, một quả táo, một quả lê, một củ cà rốt, một củ hành tây. Tiếp theo là bột nếp và cũng không thể thiếu đó chính là ớt bột Hàn Quốc, bột nếp và muối hạt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu sơ chế những nguyên liệu để làm kim chi. Quý vị hãy nhớ là dùng nước yêu từ trường VQ để có thể làm sạch sâu những bụi bẩn bám trên bề mặt bẹ cải cũng như là tiêu diệt vi khuẩn trước khi chế biến làm món kim chi, quý vị nhé. Đối với nước yêu từ trường VQ xịt rửa rau củ quả này thì với nguyên liệu 100% từ thiên nhiên, bao gồm 99% là nước yêu từ trường và 1% là muối khoáng CO2CO3 thì sẽ có tác dụng là diệt vi khuẩn, khử mùi và loại bỏ hoàn toàn cái dư lượng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật bám trên bề mặt cải thảo này, và sau đó là giúp bảo quản cho cái bệ cải này cũng có thể tươi lâu hơn, nếu như trong trường hợp quý vị chưa muốn làm luôn. Và bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị xịt từng những cái bệ cải như này để loại bỏ vi khuẩn và bụi bẩn. Quý vị sẽ quay đầu xịt sang nút spray này. Ngay bây giờ tôi sẽ xịt. Tia xịt rất là mạnh ạ. Đối với cà rốt, hành tây và lá hẹ và hành, chúng ta cũng thực hiện tương tự là sẽ xịt trực tiếp lên bề mặt rau củ như thế này. Dùng tay xoa đều để dung dịch ngấm đều. Khi đã cắt cải thảo thành những miếng nhỏ vừa ăn như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành ướp muối. Đây là 1 cân cải thảo và tôi sẽ dùng ở đây là 4 muỗng muối, 4 thìa canh muối để chúng ta cùng ướp. Rải đều muối lên bề mặt lên cải thảo. Sau đó sẽ bóp đều. Trong khi đợi ngâm kim chi với muối thì chúng ta sẽ sơ chế bột nếp. Cho bột nếp vào trong nồi. Cho một ít nước vào để hòa tan. Ra quấy đều để bột hòa tan với nước. Thì chúng ta sẽ tiến hành làm nước sốt để muối kim chi. Đầu tiên với táo thì chúng ta sẽ gọt táo. Sau khi đã cắt nhỏ các nguyên liệu này ra thì chúng ta sẽ tiến hành cho vào máy xay để bắt đầu xay nhỏ nguyên liệu để làm nước sốt. Quý vị cho vào đây một thìa canh nước mắm, một thìa canh đường. Ngay bây giờ chúng ta sẽ tiến hành pha nước sốt để ướp kim chi.
Sau khi bột nếp đã nguội thì chúng ta sẽ pha hỗn hợp vừa xay vào đây. Tiếp theo sẽ cho bột ớt. Tiếp theo sẽ cho cà rốt vào. Tiếp theo sẽ cho hành và lá hẹ vào. Sau khi đã ngâm muối sau 2 tiếng đồng hồ thì chúng ta sẽ rửa sạch lại với nước thêm 2 đến 3 lần nữa. Rửa xong thì chúng ta hãy để cho thật ráo nước trước khi đem muối. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành muối kim chi. Đầu tiên thì sẽ cho một ít kim chi vào đây. Sau quý vị cho nước sốt vào. Chúng ta bóp đều để kim chi ngấm với nước sốt. Và tôi vừa hoàn thành một món kim chi lên màu rất là đẹp. Và mùi vị cũng rất là thơm quý vị nhé. Để 2 đến 3 ngày là chúng ta đã có thể dùng được rồi. Cái này quý vị có thể bảo quản ở bên ngoài hoặc là bảo quản trong tủ lạnh. Khi mà kim chi đã có vị chua, tức là để 2 đến 3 ngày thì chúng ta đã ăn được rồi ấy, thì quý vị nên bảo quản trong tủ lạnh và sau đó để dùng ăn dần.